Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, là màn trình diễn của cái shop B3 bán 2021 330 mặt trước của anh Nguyễn Thanh Dinh ở Buôn Hồ, Đắk Lắk ạ. Vâng, anh mua đúng dịp chuyên khách hàng của Zika Audio và anh mua được cái giá rất là hợp lý, nhưng chất lượng thì cực kỳ là tuyệt vời. Vâng, nhân dịp chuyên khách hàng, Zika Audio có bán cái dòng shop đang có giá chiên rất là tốt. Vì thế các bác hãy nhanh tay đăng ký và sở hữu cho mình trong dịp này nhé. Vâng, thì xem báo của anh Dinh đi ạ. Vâng, anh Dinh ở Đắk Lắk, anh đã sở hữu cho mình một cái shop B3 mã là 2021 330 mặt trước. Vâng, thì đây là sản phẩm mới bên em đi ạ, và bảo hành 1 năm cho anh Dinh nhá. Vâng, bác của anh đang đánh đi ạ. Vâng, thì chiếc được bảo vệ bởi một e căng lụa rất là mềm mại, nhìn khá là huyền bí đấy ạ. Vâng, che bụi rất là tốt, thương hiệu B3 đấy ạ. Vâng, và bên em đã tháo ra để anh quan sát rất là rõ cái bát phía bên trong. Vâng, rốn rất là to, cồn rất là khủng đấy ạ. Đặc biệt cái dòng này sở hữu công suất rất là khủng, 500W, và sở hữu nguồn xuyến rất là to, và bộ sở hữu 4 sò, 2 tụ. Và đặc biệt cái dòng này là từ kép, bát được sở hữu từ kép. Ở phía trên thì có một cái kính do cường lực rất là cao cấp, rất là đẹp. Và bên em còn tặng cho anh Dinh một cái áo mưa, rồi đây gọi là món quà nhân dịp chiên khách hàng. Rồi một lần nữa cảm ơn anh Dinh nhé. Vâng, đây là bên em đang test cho anh trước khi gửi, rất là cẩn thận. Vâng, thì đây là cái shop B3 đây ạ. Em cho lùi ra tí ạ. Vâng, B3 2021. Và đây là hàng nhập nguyên đai nguyên kiện, hàng Trung Quốc. Và bên em có dán tem công ty Zika đôi bảo hành trong 1 năm nhé, lớp 1 từ 1 trong tháng đầu. Và đây là sản phẩm mới. Vâng, bắt đầu xúc lên đấy ạ. Vâng, em mở một nhà khác để chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Vâng, thì quay trở lại cái phần test xúc của anh Dinh ở Đắk Lắk đi ạ. Vâng, nhạc này em thể hiện rõ ràng. Vâng, hơi rất là mạnh. Và bên em đang test trực tiếp cho anh, rất là sâu. Và cái cục súp này cũng rất là nặng. Vâng, em đang kết nối với lại cái máy nâng tiếng Tedeo Tích. Vâng, mã là CB600. Và một cái vang cơ đại số mang thương hiệu WeWood, mã là K10BL. Và một cái đẩy 4 kênh WeWood, mã là 4850L. Vâng, đó là thiết bị mà em đang test cho anh Dinh. Một cái súp B3, mã là 2021. Vâng, cái mặt bát của anh đang đánh đi ạ. Vâng, anh thấy cái bát không ạ? Bát giật. Vâng, rất sâu anh Dinh nhá. Vâng, với cái dòng này thì không gian 30-40m2 mà thậm chí là 50m2 nó đánh tăng đét luôn, tràn ngập tiếng bát luôn ạ. Vâng, em thử tắt nhạc khi không có súp anh nhá. Vâng, đây nhạc không có súp đây ạ. Nghe bật lên ạ. Vâng, rất sâu luôn, rất là gọn tiếng, rất là uy lực, mạnh mẽ. Nói chung là tất cả những tố chất về một cái súp đòi hỏi những cái chất âm cao thì cái này đáp ứng hoàn toàn luôn ạ. Vâng, các bác tín đồ âm thanh cũng phải ngưỡng mộ luôn ạ. Vâng, chất âm rất tuyệt vời. Và đặc biệt cái dòng này có thể chơi được cả súp hơi anh Dinh nhá. Anh có đẩy mà thừa kênh, anh có thể đánh được súp hơi. Hai cỏ đỏ đen phía bên tay trái đấy ạ. Ở bên này dành cho súp điện, và rác AV cũng dành cho súp điện ạ. Và gia đình chúng ta có âm ly cũng có thể kết nối được súp điện nhé, để hỗ trợ cho dàn karaoke được chất âm dày dặn hơn, sâu hơn và dễ chịu hơn ạ. Và chúng ta cùng đi trải nghiệm.
Đây em lại lắp e căng vào thì nó sẽ như thế này. Và đây là hàng vận chuyển đi rất là xa, vì thế bên em bọc lót rất là kỹ càng, cẩn thận các góc các cạnh. Vì thế anh xin anh yên tâm nhé. Vâng, thưa anh Dinh ạ, hiện tại cái xúc của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Và sau cùng em chúc anh Dinh và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.